Xin kính chào quý vị. Qua từng thời kỳ, các thế lực phản động phun rô đã thực hiện những phương thức thủ đoạn hoạt động khác nhau. Nhưng dù là bạo động có vũ trang hay chủ trương tiến hành biểu tình bạo loạn, thì chung quy lại, chúng đều phục vụ cho một mưu đồ không thay đổi, đó là đưa Tây Nguyên trở thành khu vực ly khai tự trị khỏi lãnh thổ Việt Nam. Còn nhớ, sau khi lôi kéo kích động đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên tiến hành biểu tình bạo loạn vào các năm 2001, 2004 và 2008 thất bại. Thứ gọi là tin lành Dega mà chúng cho là tôn giáo riêng của nhà nước Dega, của người thượng, là công cụ tinh thần để phun rô tập hợp lực lượng cũng dần rệu rã và bị dập tắt. Tuy nhiên, lợi dụng niềm tin tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào, số đối tượng phun rô lưu vong tiếp tục móc nối, gieo rắc vào mảnh đất đại ngàn này những loại tôn giáo tà đạo viển vông, khiến không ít người khốn khổ vì mê muội đi theo chúng. Những năm gần đây, tiếp tục với vỏ bọc tôn giáo, Giáo hội Tin lành Đấng Christ Việt Nam được phun rô lưu vong móc nối vào nội địa, hình thành tổ chức phản động bên trong, lôi kéo tập hợp lực lượng chống phá nhà nước như thế nào? Đó sẽ là nội dung chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này. Năm 1929, vợ chồng ông Gordon và bà Laura Smith là hai nhà truyền giáo người Hoa Kỳ gốc Canada đến Đông Dương. Họ được Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp, còn gọi là Christian and Missionary Alliance, giao nhiệm vụ truyền giáo tại Campuchia. Năm 1934, ông bà tiếp tục đến Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để truyền giáo cho người đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên. Dinh vào yếu tố lịch sử này, Ihinie, nguyên là đại tá, bộ trưởng ngoại giao thời kỳ Phun Rô Ba, hiện đang lưu vong tại Hoa Kỳ, đã dựng lên một loại tôn giáo mới có tên gọi là Hội Thánh Tin lành Đấng Christ. Tên đầy đủ của tổ chức này là United Montanary Church of Christ, viết tắt là UMCC. Ý đồ của Ihinie cũng như tay chân phụ tá của ông ta khi dựng lên UMCC không đơn thuần là nơi phục vụ tín ngưỡng cho những kẻ lưu vong tại Hoa Kỳ, mà sâu xa hơn, chúng lên kế hoạch phát triển tổ chức vào nội địa, tạo cơ sở ngầm bên trong để chống phá chính quyền. Sau thời gian bí mật móc nối liên lạc, tháng 5 năm 2017, một tổ chức đội lốt tôn giáo có tên Giáo hội Thánh Tin lành Đấng Christ Việt Nam, viết tắt là ECCV, được thành lập. Đứng đầu là Isun Borong, con trai ruột của Ihin, với vai trò giáo hội trưởng. Trụ sở chính của điểm nhóm là nhà của Isun tại buôn Iakik, xã Iperhok, huyện Chư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Dù được che đậy bởi vỏ bọc tôn giáo, nhưng về bản chất, đây là một tổ chức phản động có nhiều hoạt động chống phá chính quyền. Chúng công khai hóa hoạt động như một tổ chức nhóm phái tin lành thuần túy. Nhưng đằng sau đó, số đối tượng này bí mật thu thập thông tin về vấn đề dân tộc, tôn giáo trong nước, sau đó gửi ra nước ngoài với nội dung xuyên tạc, vu cáo nhà nước Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp tôn giáo tại các diễn đàn quốc tế. Ở đây nổi lên hoạt động của hai đối tượng là đối tượng Hinye, cầm đầu tổ chức tin lành Đấng Christ là tắt là UMCC tại Mỹ, và Aga là đối tượng là cầm đầu cốt cán trong tổ chức này. Thế thì các cái đối tượng này thông qua các cái quan hệ huyết thống, họ hàng và các cái quan hệ hoạt động cơ sở ngầm nội địa phun rô cũ để tuyên truyền, kích động, lôi kéo số bên trong, chỉ đạo số bên trong thành lập ra có cái gọi là Hội Thánh Tin lành Đấng Christ Việt Nam, viết tắt là ECCV. Đầu năm 2018, ECCV trong nước sớm bị lực lượng công an các tỉnh Tây Nguyên bóc gỡ và tan rã khi vừa manh nha hoạt động. Hơn 30 đối tượng cốt cán cầm đầu và thành viên tổ chức này bị gọi hỏi, đấu tranh. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng từ bỏ mưu đồ. Đầu năm 2019, Ihinie đã đẩy mạnh liên lạc tiếp tục chỉ đạo Eastern Corong và số cốt cán trong nước phục hồi, phát triển lực lượng, kiện toàn lại ECCV một lần nữa. Tại Mỹ, Ihin tích cực liên kết móc nối với các tổ chức cá nhân phản động như Ủy ban Cứu trợ Người Vượt Biển,
BBSOS, Ủy ban Bảo vệ Nhân quyền VETO, Hội Người Thượng Đề Ga, dân dân, để tranh thủ sự ủng hộ và tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam. Mặt khác, hắn tích cực chỉ đạo số cầm đầu cốt cán trong nước thông báo ý đồ hoạt động của UMCC ở nước ngoài, bí mật cử người về nước trực tiếp điều hành hỗ trợ hoạt động của SCCV. Ở bên trong thì số này ráo riết là chỉ đạo liên kết, liên hệ, tìm chọn rồi lôi kéo một số những cái đối tượng mà chúng cho là hạt nhân tại các cái địa bàn trong nội địa để tham gia vào tổ chức SCCV nhằm mục đích là tái hoạt động của tổ chức này, với lại cái trong đó là tăng cường cái vỏ bọc về mặt tôn giáo để lợi dụng những cái quyền con người, quyền tự do tôn giáo, tập hợp lôi kéo lực lượng, và nếu mà khi bị phát hiện xử lý thì chúng sẽ lấy đó là cái lý do để chúng vu cáo ta là vi phạm quyền con người và quyền tự do tôn giáo. Điển hình, dưới sự chỉ đạo của Ihinie, từ ngày 3 đến ngày 26 tháng 7 năm 2019, xem Edwin Clacton, một sư hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Baptist ở Mỹ, nhập cảnh vào Việt Nam dưới danh nghĩa du lịch. Nhưng ngay hôm sau, ngày 4 tháng 7 năm 2019, đối tượng này đã có mặt tại buổi sinh hoạt của SCCV tại Buôn Ia Khích, xã Iberhoc, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, với mục đích là để nắm tình hình và đánh giá thực lực của SCCV tại Việt Nam. Quá trình đấu tranh để làm rõ tổ chức này thì cơ quan công an đã phát hiện rất nhiều những cái tài liệu có liên quan đến cái hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Trong đấy nhiều tài liệu xuyên tạc về cái tình hình dân tộc tôn giáo gửi cho các cái cơ quan đại sứ nước ngoài thông qua các cái gửi qua các cái phương tiện cho các cái đối tượng ở Mỹ để tiếp tục sử dụng cái tài liệu này chống phá Việt Nam. Giữa năm 2019, Izon Buôn Krông bắt đầu đẩy mạnh hoạt động nhằm phục hồi lại SCCV, chuẩn bị kế hoạch chống phá. Chúng lôi kéo, bổ sung nhân sự để lập ra ban điều hành giáo hội gồm 7 đối tượng. Trong đó, Izon Buôn Krông làm giáo hội trưởng, Cờ So Sư làm giáo hội phó, Iqua Pờ Á làm tổng thư ký, Ini Ajun và Induen Ajun cùng làm phó tổng thư ký, Y Nguyệt Bờ Rông làm thủ quỹ và Y Lâm Bờ Rông là thành viên. Đây chủ yếu là những đối tượng có lịch sử hoạt động phun rô tham gia biểu tình gây rối chống chính quyền vào các năm 2001 và 2004, từng bị đưa đi cải tạo. Để có kinh phí hoạt động, một mặt chúng quy động từ những tín đồ tham gia tổ chức, mặt khác nhận hỗ trợ về vật chất, phương tiện từ bên ngoài, được số đối tượng bên ngoài trang bị kiến thức, cách thức đối phó với cơ quan công an khi bị phát hiện. Chủ yếu là lợi dụng cái không gian mạng để họ tuyên truyền, tuyển lựa, đào tạo, huấn luyện và hướng dẫn thực hiện các cái hoạt động chống phá đối với số đối tượng ở trong nước. Qua những tài liệu mà cơ quan an ninh thu giữ của các đối tượng cốt cán cầm đầu SCCV cho thấy, SCCV đã gây dựng 27 điểm nhóm mà chúng gọi là hội thánh tại 5 tỉnh Đắk Lắk, Kon Tum, Bình Phước, Lâm Đồng, Trà Vinh, với gần 750 tín đồ. Tuy nhiên, do cơ cấu tổ chức chưa chặt chẽ, mức độ ràng buộc thấp, không có khả năng kiểm chứng, nên danh sách số lượng các hội thánh điểm nhóm này chủ yếu trên danh nghĩa, kê khai khống để xin tài trợ của Phun Rô Lưu Vong và các tổ chức phản động tại Mỹ. Qua cái 27 cái điểm nhóm cái hội thánh của các tỉnh đấy thì có những cái điểm nhóm cái hội thánh số lượng rất ít thôi. Tuy nhiên thì các đối tượng vẫn khuất trương cái số lượng lên, có thậm chí hàng trăm hàng ngàn, để mục đích là báo cáo với bên ngoài. Cái hai nữa là kêu gọi cái sự tài trợ của một số tổ chức, một số cá nhân. Mà cái quan trọng hơn nữa là cho rằng là các cái thực lực đã tương đối đông đã mạnh để có tác dụng để lôi kéo những cái tín đồ khác. Bên cạnh bản chất dối trá, bịa đặt, thổi phồng thanh thế nhằm củng cố niềm tin cho các tín đồ tham gia tổ chức trong nội địa cũng như tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài,
các đối tượng cầm đầu SCCV còn dùng chiêu bài chia rẽ sự đoàn kết tôn giáo, lôi kéo tín đồ bằng cách hạ thấp, bôi nhọ danh dự của các chức sắc tôn giáo trong giáo hội Tin Lành. Cụ thể, vào tháng 7 năm 2019, trong một bản báo cáo được gửi qua email cho bố hắn Ihinie tại Mỹ, Isdon Porong đã khoác lác rằng một sư Ihinie, một chức sắc tôn giáo có uy tín cao, hiện đang là trưởng khu vực 1, nguyên trưởng ban đại diện Hội Thánh Tin Lành tỉnh Đắk Lắk, đã bị giáo hội cách chức do vi phạm giáo lý, giáo luật của đạo Tin Lành. Sự bịa đặt trắng trợn của Isdon Porong không chỉ khiến các mục sư tín đồ Tin Lành bức xúc, mà nhiều thuộc cấp dưới trướng ông ta cũng dấy lên nghi ngờ về chính tổ chức của mình. Một số cái đối tượng tham gia kỳ Tin Lành được chỉ trích ấy, là có xuyên tạc những cái tình hình nó không đúng về một số chức sắc. Mục đích thì để lôi kéo vào các cái tổ chức tôn giáo, đặc biệt là lôi kéo vào một số tổ chức Tin Lành được chỉ trích chẳng hạn, để phục vụ cho kỳ. Thực ra phục vụ cái âm mưu ý đồ rất rõ là chia rẽ các cái tôn giáo. Chúng tôi sẽ cũng hứa với chính quyền, nhờ chính quyền sẽ quan tâm chúng tôi, tạo điều kiện cho phép chúng tôi sẽ sinh hoạt tuân thủ theo quy định của pháp luật, và chúng tôi cũng sẽ theo đúng như hiện trường giáo nghi giáo luật của Giáo hội Baptist Việt Nam. Trong các vụ biểu tình bạo loạn tại Tây Nguyên vào các năm 2001 và 2004 hay 2008, cũng dưới vỏ bọc tôn giáo, Tin Lành Đề Ga đã được phát động Phunro sử dụng như một vũ khí lợi hại để tập hợp lực lượng, kích động đồng bào. Thì bây giờ, Tin Lành Đấng Christ tại Việt Nam là chiêu bài tương tự, lợi dụng niềm tin tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào các dân tộc thiểu số để phục vụ cho mưu đồ thành lập nhà nước Đề Ga ly khai, tự trị ở Tây Nguyên. Tuy nhiên, kế hoạch thâm độc của Phunro Lưu Dông đã sớm bị phát hiện. Những đối tượng cốt cán cầm đầu và thành viên tổ chức phản động này đã lần lượt bị bóc gỡ, đánh sập một âm mưu đen tối ngay từ khi còn trong trứng nước. Thưa quý vị, sau khi tổ chức phản động với vỏ bọc tôn giáo là Giáo hội Tin Lành Đấng Christ Việt Nam bị đấu tranh tan rã vào đầu năm 2020, ngay sau đó tại Hoa Kỳ, một tổ chức phản động lưu vong mới do AGA, nguyên là phụ tá của Ihinie cầm đầu, được dựng lên với tên gọi Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên. Tổ chức này được hình thành như thế nào? Quá trình phát triển cơ sở trong nội địa được chúng thực hiện ra sao? Chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần sau. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem chương trình trên ứng dụng ANTV Go. Xin kính chào và hẹn gặp lại.